vị, sáng qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự chung vui cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Phú, huyện Quế Sơn nhân dịp khánh thành nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng tham dự lễ. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người dân trong thôn đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhà bia liệt sĩ thôn Hương Quế Nam là nơi ghi danh 96 anh hùng liệt sĩ của thôn, là biểu tượng của tinh thần, sức mạnh, ý chí đấu tranh quật cường, là địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Kinh phí xây dựng công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ và nâng cấp nhà sinh hoạt thôn do bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Việt Oil hỗ trợ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng, xúc động trước sự đổi thay của quê hương, gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Hôm nay tôi rất cảm động là có mặt đông đủ của các gia đình liệt sĩ, của bà con, có người thân hy sinh tại địa bàn của chúng ta hoặc các địa bàn khác để góp phần xương máu của mình giải phóng dân tộc. Cái sự hy sinh to lớn, mất mát, vĩ đại ấy của các anh hùng liệt sĩ, thương binh trong cuộc kháng chiến là điều đã được toàn dân ta, tổ quốc ta và đặc biệt là xã ta cũng như là thôn Hương Quế Nam tri ân nhớ mãi. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong lúc các anh, các bác, các anh nằm nơi chiến suối không có mặt ở hội trường này. Chúng ta làm việc này thường xuyên và hôm nay chúng ta lại khánh thành một cái bia rất đẹp như vậy để tri ân các anh mãi mãi còn sống với thời gian, khẳng định cái truyền thống quý báu của dân tộc ta, của đất nước ta, có sự công lao hy sinh của các anh, các chị, các bác đã ngã xuống vì quê hương đất nước trong lúc chiến tranh tàn khốc đã diễn ra nhiều năm trên quê hương của chúng ta. Thưa tất cả quý vị, Bác Hồ nói rằng là giải phóng độc lập đã tốt rồi, đã quý rồi, nhưng mà để dân đói nghèo độc lập ấy không có ý nghĩa. Chính vì thế mà tôi yêu cầu tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, huyện Quế Sơn, xã Quế Phú và bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng như hệ thống chính trị của thôn phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc phát triển sản xuất, kêu gọi các tầng lớp nhân dân giáo dục con cháu trưởng thành, đồng thời phát triển các mặt để hạ tầng giao thông, đường điện, nước các mặt đều tốt hơn, đời sống nhân dân tốt hơn, con em học hành nhiều hơn, đỗ đạt cao hơn và các lớp thế hệ trẻ sẽ tiếp tục xứng danh với sự hy sinh to lớn của bà con, anh em, cô bác đã ngã xuống. Cụ thể là ở thôn chúng ta đã có một thôn nhỏ mà có gần 100 liệt sĩ đã hy sinh, mà hôm nay chúng ta đã tưởng niệm, đã khánh thành cái bia, nhà bia hôm nay. Nhân dịp năm mới sắp đến, tôi xin chuyển lời thăm hỏi ân cần đến tất cả các đồng chí, các cơ quan, đặc biệt là gần 100 gia đình liệt sĩ của hai thôn bây giờ gọi là Hương Quế Nam đấy có mặt hôm nay, chia sẻ những một lần nữa về sự mất mát lớn lao của gia đình, của các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ của anh hùng ở xã Quế Phú và đặc biệt là thôn Hương Quế Nam. Tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, bà con, thân nhân gia đình liệt sĩ, công ty Việt Oil do chị Mai Thị Hồng Hạnh làm chủ tịch và tất cả quý vị đại biểu, các công ty đơn vị có mặt hôm nay trong buổi lễ khánh thành này sức khỏe và mọi việc may mắn thuận lợi thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và các nhà tài trợ đã trao tặng nhiều suất quà Tết cho các gia đình chính sách, các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ủng hộ hàng trăm triệu đồng để xã Quế Phú chăm lo Tết cho người nghèo. Tại buổi lễ, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Việt Oil, cũng là người con của xã Quế Phú, tiếp tục hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn 3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình liệt sĩ, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đối với chị, quê hương là Chùm Khế Ngọt, là cái nơi thân thương. Nói riêng là ở Quế Sơn, Quảng Nam mình,
và nói chung là cả nước. Công ty xuất nhập khẩu Việt Oi là dùng trái tim yêu thương chia sẻ lan tỏa đến mọi người, người dân, nhất là trong cái đại dịch vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái nên Việt Oi luôn đồng hành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là các địa phương. Những phần quà ý nghĩa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các mạnh thường quân góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội, động viên bà con vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đầy đủ và hạnh phúc hơn. Sáng qua, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ở đầu cầu trung tâm có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng. Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác dân vận đã có nhiều sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Theo đó, cả hệ thống chính trị đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nhất là thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở các cấp, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ công bố. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Trương Thị Hội, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phan Văn Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Hội. Phát biểu chúc mừng đồng chí Trương Thị Hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục rèn luyện phấn đấu cùng với tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Hội cho biết bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cùng tập thể hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để nghe góp ý đề án đầu tư xây dựng khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Đề án thành lập khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng đa dạng yêu cầu được chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, tổng vốn đầu tư khoa khám mới dự tính khoảng 43 tỷ đồng, trong đó nguồn quỹ phát triển tại bệnh viện có được 28 tỷ đồng, còn vốn vay 15 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn từ năm 2021 đến năm 2025. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đánh giá rất cao Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã xây dựng đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh tại một số địa phương như Duy Xuyên, Nông Sơn, Nam Giang, Đại Lộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao bệnh viện xây dựng lộ trình cụ thể để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt triển khai, giao cho Sở Xây dựng thẩm định lại khu khám bệnh từ 3 tầng lên 4 tầng. Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí triển khai danh mục đầu tư công và khu điều trị riêng 5 tầng thẩm định trên Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm nhất. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm tặng quà và chúc Tết 55 người có công với cách mạng. Trong đó có 36 người là người dân Quảng Nam đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi động viên tinh thần các cán bộ, chúc những người có công luôn mạnh khỏe, đón năm mới đầm ấm hạnh phúc. Tại đây, đoàn đã trao tặng 55 phần quà, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho những người có công đang được chăm sóc tại trung tâm, tổng các phần quà trị giá 110 triệu đồng. Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn bày tỏ mong muốn các em sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập để trở thành những công dân tốt của thành phố. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức gặp mặt tặng quà cho 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua đây, động viên các em vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập, sống vui vẻ, hòa đồng cùng bạn bè và đặc biệt hơn là chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm hạnh phúc.
Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức nhân dịp Tết đến xuân về. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển Nông thôn thực hiện khảo sát rừng tràm tự nhiên, thăm cơ sở sản xuất tinh dầu tràm tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Chính quyền xã Bình Sa cho biết hầu hết các thôn trên địa bàn xã đều có cây tràm phát triển. Những năm qua, khi cơ sở chiết xuất dầu tràm Linh Vũ ra đời, tạo điều kiện cho người dân địa phương thu hái và cung cấp lá tràm cho cơ sở. Gần 2 năm qua, xã Bình Sa hỗ trợ 20 hộ dân kinh phí giống để trồng cây tràm lấy dầu tại vườn nhà. Hiện tại, cơ sở dầu tràm Linh Vũ sử dụng hơn 500kg lá tràm, chiết xuất ra 2 lít tinh dầu mỗi ngày, trung bình 60 lít mỗi tháng. Với nhiều sản phẩm từ dầu tràm, tinh dầu tràm Linh Vũ cũng được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan chuyên môn nhanh chóng xây dựng kế hoạch đề án hỗ trợ địa phương và người dân trong việc bảo vệ khai thác cây tràm tự nhiên một cách hiệu quả, đảm bảo lợi ích hài hòa và bảo vệ an toàn cho những rừng tràm tự nhiên. Năm 2021, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam diễn ra sáng ngày 13 tháng 1. Nổi bật là năm 2021, điện thương phẩm thực hiện trên 2.228 triệu kWh/giờ, tăng 11,12%. Tổn thất điện năng thấp hơn 0,24% so với năm 2020. Công ty đã triển khai xây dựng và hoàn thành đóng điện 131 hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, mở rộng lưới điện Quảng Nam. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, phát triển mới 12 đảng viên, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Sáng qua, Tổng cục Dân số Kế hoạch Gia đình tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước nhằm đánh giá công tác dân số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự tại điểm cầu Hà Nội. Do tác động của dịch bệnh COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác, năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu trên lĩnh vực này không đạt. Cụ thể có 9 trên 11 chỉ tiêu không và chỉ có 2 trên 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, gồm tổng tỷ xuất sinh và tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh. Riêng tại Quảng Nam, tuổi thọ bình quân của người dân đạt 73,2 tuổi, tỷ số giới tính khi sinh là 107,3 bé trai trên 100 bé gái. Theo đề án, cộng tác viên dân số khu vực khó khăn được đề xuất nhận mức hỗ trợ trên 1 triệu đồng, các khu vực còn lại 750.000 đồng. Thưa quý vị, năm nay ốc bươu vàng có giá bán từ 4 đến 5.000 đồng một kg. Ốc bươu vàng có giá, nhiều người dân trên địa bàn huyện Thăng Bình dầm mình ngoài đồng để bắt bán kiếm tiền. Số lượng bao nhiêu thương lái đều thu mua. Gần nửa tháng qua, tại điểm thu mua ốc bươu vàng của chị Nguyễn Thị Lương, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, có rất đông người đến bán ốc. Trung bình mỗi ngày, điểm này thu mua từ 13 đến 15 tấn ốc bươu vàng. Do lượng ốc thu mua lớn, chị thuê thêm 3 lao động khác để phụ việc. Ốc sau khi được thu mua sẽ cho vào bao loại 50 kg. Kế tiếp, ốc được tưới nước rửa sạch để thương lái tiếp tục đánh lái vận chuyển đi nơi khác. 4 tấn, 5 tấn, có bữa là 14 tấn. Buổi sáng, mình thu là chiều là sáng vô chữ. Thì hắn vô chế biến ra cho thức ăn, cho gia súc, cho tôm, cho chi trong đó, nó trong nó là cho tôm hầm ăn đó. Cho có cơ xoa đồ ăn nữa đó. Hiện nay tại nhiều cánh đồng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đang cặm cụi bắt ốc bất kể giờ nào. Mỗi ngày, bà Vương Thị Chanh, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, có thể kiếm thêm thu nhập từ 150 đến 200 ngàn đồng. Đây là số tiền kha khá để trang trải cuộc sống. Bà Chanh cho hay, mấy ngày nay nhà nào cũng tranh thủ bất kể ngày đêm ra đồng bắt ốc. Lúc đầu họ bắt tại ruộng của mình để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân. Sau đó do khan hiếm, nhiều người buộc phải đi xa hơn mới có được lượng ốc nhiều. Được bao nhiêu, thương lái thu mua đưa tiền liền. Không ở nhà rảnh rỗi không có tiền con nè, đi lồm kiếm tiền thu nhập và thay mua đồ ăn rồi đó. Chứ giờ rồi không biết lồm đây, còn họ thanh niên đồ họ cũng đây, họ đi xoa. Mình đi gần gần đó. Đứng ở góc độ của ngành nông nghiệp, thì cái chuyện mà nông dân đi thu gom ốc, vệ sinh đồng ruộng, thì đây là cái tín hiệu tích cực. Bởi vì ốc bươu vàng là một cái đối tượng ngoại lai xâm nhập vô cái đồng ruộng của địa phương tương đối lâu rồi. Và hàng năm có thể là 300-400 hectare, đặc biệt là vụ đông xuân. Những cái đồng ruộng bị ngập nước, trũng, thì mật độ ốc rất là cao và gây hại 300-400 hectare.
Việc bắt ốc bươu vàng để bán là việc làm tự phát của người dân để bảo vệ lúa. Đây cũng là một cách mưu sinh, tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, việc mua bán ốc, tập kết ốc ngay trên lề đường quốc lộ như thế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, cần được quản lý. Thưa quý vị, chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây đã hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.